phở Hải Dương đi anh. Ông có ông chạy bàn đập chai. Trời ơi hai. Món gì kêu đi. Cái tưởng đâu là tiếng Mỹ không mà có tiếng Việt trong đó luôn. Tiếng Mỹ thì tôi biết ông nội. Trời ơi. Bán vé máy bay. Nè bán vé máy bay. Mắm, cái này có mắm tôm nữa nè mấy mày. Mắm tôm, củ kiệu. Hôm qua đi mua củ kiệu rồi. Trời ơi, cóc nữa. Cóc đó. Nhìn là thấy ngon này. Đó đập. Cái này cái đó là sabu chê. Trời ơi ăn trước luôn. Mặt áo bà ba nữa. Có cây hoa mai nữa nè, cái bánh mứt nữa nè. Phường 6 với phường 7 kế bên luôn. Lâu rồi. Muốn cắt tóc quá. Vàng này đẹp nè, vàng này cho người ta cưới vợ nè. Vàng chu con nè. Mua chỗ này mua về ăn khỏi nấu nè con. Thấy không? Đi qua Thanh Sơn mua bánh mì hả? Tiệm bán băng nhạc này chắc cần 2-30 năm rồi đó. Lâu đời nhất. Dạ. Chào cô. Nay con dẫn à. Nay con mua cuồng băng một cái đĩa của Quang Lập. Quang Lập đây, cái này có rồi nè, cái này có rồi nè. Giờ mình qua mua băng đĩa xong rồi mình qua bên mình mua thôi. Bà nãy bà xã bác mua rồi con. Rồi bán quýt không ăn đồng rồi. Lạnh hả bà? Hồi nãy bà xã cũng có mua rồi. Sao bữa nay đông quá vậy? Yeah.
mình đi qua bên kia mình mua bánh mì. Nhiêu ký? Ký 36 lượng mì lan. Dạ, 5 lượng ổ bánh mì. Cơm rượu. 5 lượng, 5 lượng 1, 6 ổ. Bánh mì đặc biệt. Nhiêu lan, hết sảy con chuồn chuồn. Lấy những cháu 3 dĩ nem luôn đi con. Coi như mình có mua gì về ăn có ăn không con? Chỗ này bán nhiều bánh kẹo lắm nè. Hình bánh tét. Mua cái này không? Cái này là bánh bánh gì? Bánh đúc. Bánh mua lấy cái lỗ mua mấy cây đi không? Chả quế. Còn cái này bự bự này là chả bi nhé. Lẩu tay heo, mắm, bánh flan, bánh in, bánh đĩa, rồi xôi. Có ăn xôi không? Thầy ba gì thì thấy giờ dây khô bò bánh tráng con tại mấy bạc tôi 4-5 đồng bạc đi hả? Thôi không mua đi. Thôi không mua nữa đâu, mua rồi hả? Nãy giờ bà xã nó mua lum hết trơn rồi. Đi xong lại chỗ xe nha. Đặng hả? Rồi chỗ này có bán nước mía nè. Xôi.